Những điều cần làm trong 3 tháng đầu để hạn chế nguy cơ sảy thai và tình trạng ốm nghén. Ốm nghén là tình trạng rất phổ biến ở mẹ bầu trong thời gian đầu của thai kỳ. Bên cạnh đó, hiện tượng sảy thai trong 3 tháng đầu cũng không phải hiếm gặp. Vậy làm thế nào để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn? Mẹ hãy xây dựng những thói quen sinh hoạt sau. Duy trì chế độ ăn bình thường, không nên ăn nhiều, đặc biệt là đồ ngọt. Suy nghĩ ăn cho hai người là sai lầm, việc ăn quá nhiều sẽ gây hại cho em bé, bởi giai đoạn này chủ yếu mẹ sẽ thèm đồ ngọt. Khi có thai, các nội tiết tăng sinh, tăng tiết glycogen khiến mẹ bầu cảm giác thèm đường. Đường máu cao gây ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi mới được hình thành, có thể gây dị tật cho em bé sau này. Mẹ bầu có thể bổ sung sữa hoặc hoa quả. Theo khuyến cáo, trong 3 tháng đầu, mẹ nên tăng tối đa 1kg, thậm chí có thể không cần lên cân. Chăm chút cho bản thân để giữ cơ thể khỏe mạnh, không ốm, không sốt, không cúm. Giữ sức khỏe là một yếu tố quan trọng, bởi sốt cũng là một trong những nguyên nhân gây thai lưu. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, duy trì tập luyện những môn thể dục hữu ích. Chuẩn bị một tâm lý tốt giúp bạn cảm thấy đỡ nghén hơn rất nhiều. Nếu chỉ có cảm giác nghén nhẹ hoặc vừa phải, bạn chỉ cần có chế độ ăn phù hợp nên ăn đồ nguội thay vì đồ nóng. Nghén là một tình trạng phản ứng của cơ thể, chủ yếu kích thích bởi dạ dày nên mẹ bầu sẽ thấy cồn cào và nôn nhiều. Khi nôn nhiều sẽ dẫn đến tình trạng mất nước, rối loạn điện giải. Điều này lại khiến cơ thể mệt mỏi, dẫn đến nôn nhiều hơn. Bạn dường như rơi vào một vòng xoắn bệnh lý. Vì vậy khi đã nghén, bạn nên có chế độ ăn uống vừa phải, uống đủ nước khoáng. Nếu bị nôn quá nhiều, bạn cần tới viện thăm khám với bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ có thể chỉ định truyền dịch để cơ thể cân bằng nước, điện giải, dùng thuốc dạ dày để giảm tiết dịch dạ dày. Nếu không phải nghén nặng mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, bạn không nên nằm nhiều trên giường. Việc vận động khi đi làm và hứng thú với công việc sẽ giúp bạn quên đi cảm giác nghén. Đây cũng là lời giải thích vì sao mẹ bầu thường cảm thấy nghén nhiều hơn vào ban đêm.